hết trơn rồi. Và cái setup kia sắp đặt mọi thứ hết trơn rồi, khu vực nào không được đụng đến, khu vực nào đụng đến. Nhưng mà khi mà ông Tưởng Kinh Quốc là thế hệ trẻ đi về, người ta không tin cái chuyện đó. Có một cái khu vực quân sự, có một khu vực quân sự mà nó là dạng giống như cái đất hơi dạ, dạ, xíu, đúng rồi. Nó có những cái đầm, những cái đầm nước trong nó. Và ông ta đi về, ông ta sang bằng hết, và sang bằng hết toàn bộ luôn ở khu vực đó, khu vực gần cái chỗ bến cảng Tam Thủy, sang bằng hết toàn bộ luôn. Và đây chỉ là để lấy đất phát triển cơ sở hạ tầng, để lấy đất để phát triển cơ sở hạ tầng mà những cái nhà phong thủy người ta đã cản. Cho tới hiện tại điểm hiện tại giống như mọi người mình đã thấy và đã thấy đã biết đó ha. Và hiện tại bây giờ ông họ dòng họ Thượng không còn cái gì hết. Và ta thậm chí ngay cả tờ tiền, trên cái tờ tiền mình cũng không thấy cái hình của ông Tưởng Chí Thành nữa, đúng không ạ? Và chỉ có một cái đồng tiền duy nhất là có hình của ông trên đó thôi. Và đó là đó chính là đồng kỷ niệm 200 nhân dân tệ hay 200 đài tệ, là có cái hình của ông Tưởng Chí Thành trên đó. Dạ. Tờ tiền này bây giờ hiếm lắm, dạ, kiếm không có. Kiếm không có đâu nha. Dạ. Còn cái đồng mà mình phổ biến mình thấy đó là hình của hình đó là hình của ông Tôn Trung Sơn ha. Dạ. Rồi một cái nữa là một cái nữa rất là gọi là những cái câu chuyện ly kỳ xung quanh để người ta gọi là người ta có record đàng hoàng chứ không phải là người ta thiêu dệt nên những cái câu chuyện đó là có những cái record. Em nói là ông Tưởng Chí Thành là một trong những cái nhà mà lãnh đạo quân sự trong cái thời kỳ chiến tranh. Dạ. Thì trong cái thời kỳ chiến tranh đó thì chiến tranh mà ai cũng ác, không ác thì người ta giết mình, mình không giết người ta thì người ta giết mình thôi. Dạ. Nên nếu thời kỳ chiến tranh rất là ác độc và rất là ác nghiệt, nên có rất là nhiều người ta nói ông này độc tài không thích ông. Dạ, sau này khi mà ông ta chết đi rồi á, năm 1980 ông ta mất đi, dạ, ngày 4 tháng 4 năm 1980, dạ, ngay con số 4 luôn, đúng không ạ? Ngày 4 tháng 4 năm 1980, dạ, ông ta mất đi rồi. Rất là nhiều người phản đối để mà xây cái lăng của ông, người ta nói là tốn tiền, nói rồi tốn tất cả các thứ để mà duy trì được cái lăng và cái lính gác ở khu vực cái lăng của ông là muốn dẹp đi, kêu dẹp đi. Yeah. Mà những người nào mà lên tiếng, mà đã lên tiếng mà kêu dẹp cái lăng của ông đi, yeah, thì sau đó một thời gian ngắn, yeah, không sớm thì muộn cũng đi theo ông luôn. Dạ, yeah, không sớm thì muộn cũng ga xe điện theo ông Tưởng Chí Thành luôn. Ga xe điện đó chứ. Yeah. Mà không phải vì hỏi ra thì không phải là vì lý do chính trị đâu ạ. Không phải liền dưới đó chính trị là bị hại hay bị gì bị nào ha. Dạ. Ông Trịnh kia đang chết một cách rất là tự nhiên. Dạ, chết một cách rất là tự nhiên. Dạ. Bị bệnh, bị này, bị nọ. Dạ. Chứ không phải là bị xe tông hay là bị súng bắn hay gì đâu. Dạ. Chết một cách rất là tự nhiên. Dạ. Những cái người mà phản đối ổng á. Dạ. Phản đối cái chỗ mà để quan tài của ổng. Kêu là dẹp đi chỗ khác. Đốt xác đi. Rồi. Sớm muộn gì vậy. Thì á là bây giờ thì dòng họ Tưởng không còn gì nữa. Dạ. Rồi bây giờ qua Mỹ rồi. Dạ. Qua Mỹ xong rồi. Rồi bây giờ ha, mình tất cả cái cơ sở hạ tầng mà chúng ta đang xài bây giờ là được chủ yếu là được xây dựng và hoàn thiện trong cái thời của ông Tưởng Kinh Quốc. Trong cái thời của ông Tưởng Kinh Quốc. Dạ. Ông ta đem về xây dựng cái cơ sở hạ tầng cho Đài Loan. Dạ. Còn tiền vàng mà ông Tưởng Chí Thành đem từ bên Trung Quốc qua đó ha, và đã cũng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nhưng mà những cái bảo vật mà ông ta lấy được ở trong cái hoàng cung á, và hoàng cung nhà đời Thanh á, và đem qua đây luôn, ông ta cũng đem qua đây luôn. Và những cái bảo vật mà ông ta đem qua đây á, và nhiều tới nỗi mà hiện tại bây giờ á, bên đây người ta sẽ xây cái bảo tàng gọi là bảo tàng cố cung. Dạ, bảo tàng cố cung. Và bảo tàng cố cung này là có đang có nhiều hiện vật nhất của Trung Quốc trong các bảo tàng. Dạ. Kể cả so với Trung Quốc chính quốc luôn ha. Dạ. Thì ông ta cũng được chỉ thành em nhờ vậy nó mới còn giữ lại chứ thôi cách mạng quá đốt sạch. Mà Trung Quốc là nhiều lần phản đối đòi lại nhưng mà không. Bên đây với bên kia là hai nước khác nhau, bây giờ là hai nước khác nhau rồi.
Nhưng mà Trung Quốc thì hiện tại bây giờ đang thực hiện chính sách gì ạ? Chính sách một Trung Quốc. Dạ, chính sách một Trung Quốc. Nên Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Dạ. Còn Đài Loan tự nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Dạ, có tổng thống đàng hoàng, có quốc hội đàng hoàng, có thủ tướng đàng hoàng. Ha, dạ. Nhưng mà dạ sao ạ? Vì cái chính sách một Trung Quốc dạ, nên là tất cả những nước nào mà quan hệ ngoại giao với Trung Quốc dạ, không công nhận Đài Loan là một quốc gia. Nên á, là mình chỉ có cái văn phòng đại diện thương mại, kinh tế, văn hóa của Việt Nam tại Đài Bắc mà thôi. Chứ mình không có đại sứ quán tại Đài Bắc. Yeah, yeah. Hiện tại bây giờ...